xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Cáo Cai nhá. Hôm nay mình tiếp tục là ẩm thực mọi người ạ. Mình làm một món siêu đặc biệt luôn. Đó chính là mình hôm nay mình sẽ làm thạch rau câu nhá. Anh Thắng, ngoan chưa? Ngoan. Em làm thạch cho anh ăn nhá. Ờ. Hôm nay mình làm thạch nhưng mà có một điều đặc biệt nhất là mình sẽ làm với các loại vị của nước ngọt, nước coca đầy đủ màu luôn này. Đấy, đây là nước cam này, màu cam này, sự tinh màu đỏ này, con này màu nâu nâu. Mình cũng bị mù mờ mọi người ạ. Đây mình tiếp tục mình bắt tay vào làm nhá. Như thế này nó mới hòa tan được mọi người ạ. Không thì nếu mà mình để nước sôi ấy thì nó sẽ bị vón cục. Đây mình bỏ cái này vào. Mọi người bỏ vào thì mọi người nhớ phải ngoáy lên đấy, không thì nó lại không tan hết đâu. Đây các bạn ạ, bây giờ mình sẽ bỏ màu vào cho nó thành màu nhá. Đây mình sẽ làm màu cam trước này. Chú ý để tâm và xem em làm sau này còn làm cho em ăn nhá. Ok. Anh nhớ những bước em làm chưa? Đấy rồi. Nhớ đấy. Phải nhớ đấy, sau này còn làm cho em ăn nghe chưa? Trời ơi. Màu đẹp cực luôn. Bác, cháu nấu thạch quá. À đây này, chắc phần bác cũng đó nhá. Vâng ạ, tí bác vào bác ăn thử xem thế nào nhá. Ôi giời ơi, cháu dâu bác nấu chỉ có nhấp thôi chứ không có ghét. Trông ngon lắm thật. Màu đẹp không bác? Đẹp mà. Tí bác đi phun thuốc rồi bác quay lại. Ừ, bác quay lại nhá. Ừ, ừ. Tí bác quay lại bác nhá. Ừ, cháu dâu giỏi lắm. Không kết được. U. Chết chết mọi người ạ. Ừ, giời ơi. Đẹp trai quá, đẹp trai luôn, đẹp trai số 1. Này, cắt tay em đúng rồi. Lúc mày anh rồi. Cắt gì rồi? Mọi người ơi, bà ơi, nó bị việc nha. Mọi người ơi, sau một quá trình mình thời gian mình chờ nó giờ nó đã đông rồi nhá. Bây giờ mình bắt đầu bỏ ra để cắt ăn thôi. Trời ơi, ngon chưa này? Trời ơi, thơm quá. Anh Thắng ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm á. Từ từ nhá, từ từ để em ấy. Hơi cồng kềnh mọi người ạ. Đấy. Ngon lắm. Em cái kia nào? Anh ăn này bao giờ chưa? Chưa. Chưa. Hôm nay cho anh ăn no luôn nhá. Ok luôn. Ôi. Tiếp tục cái này nhá. Tiếp tục cái này nhá. Thơm không? Thơm vãi. Nhưng mà anh phải thích yêu em cơ, yêu em phải cho anh ăn cơ. Quá. Yêu. Yêu nhiều không? Yêu nhiều. Yêu nhiều á. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, để em. Cái này cuối cùng nha, cái này là cuối cùng mọi người. Ôi, ngon chưa? Wow. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Dạ. Cái gì hả bác? Đi chở chuối hả? Dạ vâng, đâu có tí. Anh Thắng, trông nguyên tí nhá. Trông còn chó mèo gà bà ăn đấy. Em đi chở chuối tí, nghe chưa? Trông ấy, đừng có ăn nha, đợi em về bà ăn. Thắng ơi, Thắng. Thắng ơi, ăn gì đấy? Thắng. Ui, có món gì ngon đấy em dài. Có món gì ngon đấy? Thạch cái đít. Ui ui, chị Mến vừa làm xong đấy. Ui ui, chết giá, ngon không? Này, anh em mình ăn. Ôi, nhưng mà bây giờ mấy ăn vụng của chị Mến thì chị Mến về chị Mến mắng chết. Không gì. Ui, thạch vị coca. Ui, cũng ngon đó. Ngon lắm. Vị coca, ngon cực kỳ luôn. Vị nước cam này. Lấy chị Mến chị mất công làm cả buổi yêu ạ. Ngon. Uống à? Ui, thùng ngon chưa? Ui, ngon lắm. Thắng ơi, ăn ngon Thắng. Ôi trời ơi, ăn này không nói được anh rồi. Ngon đấy cỡ luôn. Trang một con họ phát nó trôi tuột thẳng vào bụng. Như anh em có thể xem ấy,
hôm nay kiểu réo gì, mến nó đi đi đâu nó làm cái bánh này ăn, thế là nó không bảo mình mà đít không bảo tao, để mỗi mình mến nó nhà nó ăn thế này, mày hôm nay tự nhiên tao chạy luôn. Chị mến vừa mới nghe bố gọi xuống chặt chuối thì chị phi xuống luôn. Ngon lắm, ngon luôn. Thằng ăn đéo nói, nó dính vào mày mình cũng nói, mày kiểu nó chùi vào. Tao vậy á. Thằng ấy món này thế nào thằng? Món này món gì? Tạch. Thạch rau câu. Thạch rau câu. 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 Đố thằng đút được cắn đấy không? Không. Tỏ quá. Béo anh. Mẹ nó quấn được cơ họng đấy anh em. Ăn mát ruột thật. Mùi tăng hôi quá. Ôi trời ơi. Em dai ăn nốt đi em dai. Ôi trời. Ăn đi. Ăn nốt đi. Đau anh. Ôi mày cứ đau cái gì. Ăn no này mày dính mỡ lên. Ôi chết mẹ. Mến mày. Ôi ôi chị mến mày ơi. Mày đừng có tao đi nhá. Mày trốn đi ôi. Chết của chị mến về rồi. Chị Mến này thắng ăn hết thạch của chị Mến này chị Mến ạ. Sao mày ăn than đi? Hả? Sao ăn cùng đội em? Trời ơi là trời. Xem bụng thêm nào. Ôi trời ơi cái bụng này. Trời ơi. Sao anh ăn hết của em rồi? Sao anh cùng đội em hả anh Thắng? Không cầm tay gì nữa. Ăn mà không biết phần người khác. Ôi trời ơi. Đi đấy. Chị còn chưa được ăn cả miếng nào anh Thắng ăn hết được. Chị Mến này thắng ăn em không cán được luôn đấy. Nó thấy ngon quá hay sao nó đút tuột hết phát vào mồm luôn chị Mến ạ. Em thề em không từ nào nói nổi anh nữa rồi. Giờ ăn trong cái bụng nó to như cái trống rồi kìa. Ui dồi ôi thắng thàm thế. Anh chưa bắt giới không? Thắng thàm lắm chị Mến ạ. Có đúng anh ăn không? Đúng rồi. Trời ơi em định đấm anh luôn đấy. Còn cười. Ăn mà không biết phần người khác. Từ nay em không chơi bao giờ chơi với anh nữa. Từ nay đừng có sang này nữa nhá. Từ nay em không chơi với anh đâu. Ăn tham không biết phần người khác. Em làm bao nhiêu công cả chiều đâu có cùng em không có miếng nào. Có mức bằng này ăn kiểu gì. Từ nay em không chơi với anh đâu. Đi về đi. Chết thắng chưa. Chị Mến chị dỗi rồi đấy. Cô xin lỗi chị Mến đi. Ăn rõ thàm, ăn hết phần của chị Mến. Mỗi mình anh ăn hay là cùng có ai ăn cùng anh không? Không. Đứng chịu luôn đây trời ạ. Anh tham ấy. Bao nhiêu một mẹt đầy như thế này mà ăn. Bụng anh chả khác gì bụng con lợn. Thề. Mọi người thấy đấy. Công mình làm cả chiều bao nhiêu công sức của mình đổ vào đây. Thế cuối cùng anh Thắng ăn hết, không phần miếng nào. Mình vừa mới chạy xuống chặt bừng chuối họ Bắc Toản, Bắc Thu. Thế mà về không còn miếng nào nữa. Thế như thế được không? Quá thất vọng với anh luôn anh Thắng ạ. Từ đây đừng chơi với em nữa. Không chơi với anh đâu.